Lâu La trong mê cung câu đố. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một mụ phù thủy nguy hiểm tên là Sena. Buổi sáng, mụ phù thủy là một thợ làm bánh mì. Và vào một ngày nọ, khi mụ đang nhào bánh mì thì con cú trợ lý của mụ bay nhào vào cửa hàng bánh. Chíp 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 chíp, tôi có tin tức cho người đây, thưa bà chủ. Nói ta biết là tin gì nào. Dạ thưa bà chủ, như tin tôi nghe thấy thì Cinderella sẽ tới đây vào ngày mai đó bà chủ. Phải báo tin cho quý bà Buffet và các cô con gái ngay đi. Sena ngay lập tức viết một bức thư cho chị gái là quý bà Buffy. Bà ta viết rằng Cinderella sẽ sớm tới cửa hàng bánh, và nếu như bà ta muốn một trong hai cô con gái trở thành công chúa thì bà ta phải khẩn trương lên một kế hoạch hiểm độc. Nhưng bà Sena, đúng vậy, tôi sẽ mang thư đi chắc chắn rồi. Tôi là một con chim biết nói và tôi phải mang đi một cuộn giấy ư? Con cú lấy hết sức lao đi và đưa thư đến tận tay quý bà Buffy. Quý bà Buffy rất hào hứng khi đọc những gì được viết trong thư. Cassandra! Isabel! Vậy là người mẹ kế của Cinderella kể lại cho hai cô con gái đầy tính ghen tị và kiêu ngạo của mình về tin tức đó. Nếu mẹ hỏi con cách nào, thì chúng ta hãy bắt lấy nó và nhốt lại trong căn phòng ma thuật. Hãy nhốt nó vào chuồng gia súc và chất rơm lên người nó đi. Không, không làm như vậy được. Chúng ta sẽ đưa nó tới mê cung, hiểu chưa? Cái gì cơ ạ? Nhưng mà cô ta có thể không bao giờ ra được mất. Chẳng phải đó là điều chúng ta muốn hay sao? Như vậy thì một trong hai con sẽ là tân công chúa trong lâu đài. Quý bà Buffy và hai cô con gái liền thuật lại kế hoạch cho Sena trong một bức thư. Cái gì thế này, Harry Potter? Tôi sẽ nhận thư của bà. Và khi Cinderella đi gần tới tiệm bánh của Sena với những người bạn chuột nhắt của mình. Lâu rồi chúng ta không ăn một chiếc bánh dòng mới ra lò nào ta, đúng không? Và đó chính là hương thơm quyến rũ của chiếc bánh đó. Đặc biệt là hương vị hạt dẻ trong đó. Cinderella, Mozzarella và Cheddar cuối cùng cũng tới cửa hàng bánh rất nổi tiếng đó. Trước cửa hàng là một đám đông, nên không một ai biết rằng công chúa của vương quốc Cinderella đang ở đó. Dịch ra nào. Cinderella, nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc đang tới. Giãn ra đi, giãn ra. Khi đám đông nhận ra nàng công chúa đang tới, họ rất kính trọng nàng. Vậy là Cinderella được đứng đầu hàng. Sena nhận ra nàng công chúa ngay lập tức, nhưng bà ta bôi bột lên mặt để ngụy trang trước mặt Cinderella. Xin kính chào công chúa. Tôi giúp được gì người đây? Cinderella cực kỳ ấn tượng với hương thơm của các loại bánh trái, đến nỗi nàng không biết phải mua loại nào. Chúng tôi sẽ lấy mấy cái bánh dòng. Đúng vậy, hãy đưa cho chúng tôi bánh mới ra lò đi. Công chúa đáng kính, người có muốn mua thêm mấy chiếc bánh mì nóng nữa hay không? Sena đưa một túi bánh vòng và bánh mì cho công chúa cùng các bạn chuột của nàng. Rồi Cinderella hồ hởi rời khỏi tiệm bánh. Cú đâu? Hãy quắp ngay lấy những con chuột đó và đưa chúng tới mê cung đi, nhanh lên. Chắc chắn rồi thưa bà chủ. Tôi là một con cú biết nói mà bà lại muốn tôi bắt chuột. Con cú quắp lấy người bạn chuột nhắt Cheddar đang ngồi trên vai của Cinderella trong chớp mắt giữa đám đông. Xem đây, bắt được cú rồi. Cứu, cứu vai. Cheddar ơi, cứu. Trong khi con cú quắp lấy Cheddar bay mất thì Cinderella chạm mặt bà mẹ kế và các cô em gái. Cinderella ư? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì không hay với người à? Một con cú đã bắt cóc người bạn nhỏ Cheddar của tôi và tôi không biết chúng đi đâu nữa. Ta nghĩ là chúng ta đã nhìn thấy con cú đó, đúng không các con? À,
đúng vậy, em đã thấy nó. Nó đang quắp một thứ gì đó bé nhỏ trong móng vuốt của mình. Jedda, đó chính là Jedda. Hãy nói chị biết con cứu đàn bà tới đâu vậy? Em đoán là tới mê cung đó. Cái gì? Con yêu, chúng đã tới chỗ mê cung và không bao giờ trở lại nữa đâu. Mẹ khuyên con đừng đi tới đó. Bởi vì chị không đủ thông minh để giải những câu đố đó đâu. Những lời nói đó làm cho Cinderella rất tức giận, và nàng bắt đầu đi về phía mê cung và nói rằng nàng sẽ làm mọi cách để cứu người bạn của mình. Cô ta sẽ chẳng bao giờ thành công đâu. Chẳng bao lâu, Cinderella đã tìm thấy được mê cung. Ở giữa con đường có ba sợi dây thừng được buộc vào nhau trên hai thân cây. Có một nút thắt ở giữa. Tôi nghĩ đây là câu đố đầu tiên. Chúng ta cần mở nút thắt ra. Đi nào, Marcella, nắm lấy từ bên đó. Còn tôi sẽ nắm lấy đầu này. Gắng sức cùng nhau, Cinderella và Mozzarella đã tháo được nút thắt và họ tiếp tục đi trên con đường đáng sợ của mê cung. Jedda ơi, bạn ở đâu vậy? Lần này họ bắt gặp câu đố xếp hình. Họ nghĩ họ sẽ có được manh mối nào đó nếu như họ xếp lại được đúng bức tranh trong câu đố. Vậy là họ bắt đầu di chuyển những mảnh ghép. Xong rồi, chúng ta làm được rồi. Ồ, nhìn này, có một con đường hầm giống như trong bức tranh ở đằng kia kìa. Tôi thấy nó rồi. Nhưng có một tảng đá lớn chắn ngay trước nó đó, Cinderella. Cinderella và Mozzarella tới chỗ nơi được vẽ trong bức tranh và nhận ra rằng có một tảng đá lớn sừng sững. Bên cạnh họ là một phần của câu đố khác. Họ bắt đầu nghĩ cách để nâng tảng đá khổng lồ này ra khỏi lối đi vào đường hầm. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải sắp xếp lại những viên đá này ra. Chúng ta phải tìm ra thứ tự đúng của chúng, nhưng bằng cách nào? Cinderella cố gắng sắp xếp những hòn đá trong hàng tiếng đồng hồ, nhưng tảng đá khổng lồ không hề nhúc nhích chút nào. Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được, Mosa, chẳng có tác dụng gì cả. Ngày sau đó, Cinderella nhận thấy một tia nắng phản chiếu lên tảng đá. À, hãy nhìn về phía kia kìa, Mosella, có một hình vẽ chiếc lá trên tảng đá. Cinderella nâng chiếc lá mà mình vừa nhặt lên. Ánh nắng xuyên qua chiếc lá và làm hiện lên thứ tự những dãy đá trên phiến đá. Đúng vậy, chúng ta đã tìm ra rồi. Thứ tự của các hình vẽ là hình tam giác, hình tròn, hình vuông và hình trụ. Sau khi Cinderella đặt những viên đá theo đúng thứ tự, tảng đá khổng lồ dịch chuyển và lối đi trong đường hầm cuối cùng cũng đã mở. Chúng ta cũng thành công ở câu đố này, Mozzarella, đập tay nào. Cinderella và người bạn chuột đi vào đường hầm và bắt đầu tiến về phía trước. Bạn có nghe thấy không? Tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng Jedda rồi. Cinderella di chuyển rất nhanh và thấy Jedda ở cuối đường hầm với đôi chân bị hóa đá. Cứu tôi với, công chúa, tôi không thể nhúc nhích. Làm sao mà chúng ta cứu cậu ấy được, Cinderella ơi? Có những chiếc lọ chứa dung dịch nhiều màu ở đằng kia. Còn cứu vàng xảo đó lấy đi lọ màu xanh lá cây rồi. Tôi nghĩ chỉ có lọ dung dịch màu xanh lá cây mới cứu được thôi. Cinderella đứng ngay trước những chiếc lọ đầy màu sắc. Vàng, xanh da trời, da cam, hồng, tím và đỏ. Nếu chúng ta muốn có màu xanh lá cây thì... Cinderella thực sự rất thông minh. Nàng đã trộn màu xanh dương với màu vàng để tạo thành màu xanh lá cây. Đây là dung dịch màu xanh lá cây nè. Cinderella nhẹ nhàng đổ dung dịch màu xanh lá cây lên chân của Jedda.
mặt đất đột nhiên trở nên mềm mại và chết đơ được giải thoát. Hoàng hôn. Xin cảm ơn Cinderella và Mozzarella nha. Hãy ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cinderella đặt hai người bạn chuột lên vai và bắt đầu trở về lâu đài. Ngươi có thể tạo ra màu lá cây từ màu vàng và màu xanh dương ư? Và khi quý bà Buffy và các cô con gái nhận được tin này, họ rất buồn bực. Ô, xin chào các công nương. Rất tiếc phải nói rằng họ đã trốn thoát rồi. Những câu đố đó không thể giải được cơ mà. Thưa quý bà có các cô con gái đầy lòng thương người đó. Làm sao có thể như vậy được? Cinderella thông minh hơn chúng ta sao? Đúng vậy, rõ ràng là cô ta thông minh hơn các con đấy. Nhưng mẹ... Ngay cả chuột cũng thông minh hơn cô đó. Quý bà Buffy và các cô con gái được nuông chiều của bà ta vẫn không buông tha cho Cinderella. Còn Cinderella thì rất vui mừng vì lại được đoàn tụ với cậu bạn chuột Cheddar. Nếu một nàng công chúa nhân hậu muốn giải cứu cho bạn nàng thì nàng có thể giải được bất cứ câu đố khó nhất nào.